trả lại cho anh chiếc xe đạp tàu. Ngày mình quen nhau cắn răng tặng ngàn, trả lại cho anh áo thun quần bò, cái thau giặt đồ và chai nước tương. Giận làm chi em tiếc anh phải đòi, chuyện thường sao em trách anh đàn bà. Tại vì do em cứ hay ầm ờ bắt anh tặng quà rồi kêu yêu. Trả lại cho anh, trả lại cho anh tiền mình ăn cơm từ hồi sinh viên, và tiền hai đứa mất hôm thua đề, rồi tiền cốc nước ăn chè đỗ đen cộng gồm 5 rưỡi hết 18 chai. Đây chưa bao gồm tiền hoa nữa em. Trả tiền anh trước khi tuyệt tình, rồi tùy em thôi, muốn yêu thằng nào thì yêu. Đừng tưởng anh đây giống như mỏ vàng sướng lên là đàn.